Em nấu ăn cho anh nhưng mà em nấu thay vì bỏ muối thì em bỏ đường, thay vì bỏ đường thì em bỏ muối, thế là anh cũng không ăn được thì lần lần anh sẽ ớn. Rồi được rồi, đó được. Em tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên là Linh Chi, năm nay em 25 tuổi. Linh Chi 25 tuổi, hiện giờ Chi đang làm việc ở đâu? Dạ em làm kế toán chị. Kế toán. Hồi nãy chưa kịp hỏi bạn nghề nghiệp bạn là gì? Dạ hiện giờ thì em là chuyên viên của ban công giáo thành phố. Nghĩa là bạn làm gì bạn? Như là nhân viên văn phòng với anh, quản lý hành chính về tôn giáo thôi. Làm một môi trường đó thì anh nghĩ rằng cũng rất là nhiều người đẹp chứ. Dạ thật ra thì em mới vào cơ quan em là khoảng được 6 tháng. Trước đây em từng là giáo viên mầm non. Rồi em giáo viên mầm non hả? Dạ. Hồi đó em học từ mầm non ra rồi em đi mầm non một thời gian. Rồi em chuyển sang dạy kỹ năng sống. Rồi sau đó em mới học thêm một ngành khác rồi em mới vào ban tôn giáo làm. Dạy mầm non các bé có sợ em không? Thì em nghĩ là em đủ dễ thương đó mà không sợ nữa. Bạn nghĩ bạn có cái khuyết điểm gì không? Hay là ưu điểm nổi trội của bạn là cái gì? Tại sao không có được bạn trai? Em hơi cầu toàn á chị. Nên khi mà tìm hiểu thì em hay đòi hỏi bạn trai em phải hoàn hảo một chút. Thì đôi khi làm cho mấy bạn nam cảm thấy áp lực nên không có tiến tới lâu dài hơn. Còn ưu điểm? Em dễ thương, dễ giận nhưng mà mau quên. Còn bạn thấy ưu điểm của mình và khuyết điểm của mình là gì? Cái khuyết điểm của em là rất là ít quan tâm mối quan hệ của mình. Ví dụ như em có nhiều cái mối quan tâm khác như từ công việc, từ bạn bè, từ này kia. Nhiều khi em bị lơ đãng trong mối quan hệ, thành ra là làm cho người ta tưởng rằng là em không còn yêu nữa để mà chia tay. Còn ưu điểm của em, nghĩ ưu điểm của em là cái bụng. Cái gì? Nhỏ quá đúng không? Bụng này có một cái chức năng đặc biệt lắm anh, thần kỳ lắm anh. Tức là ai mà mệt hay ai mà gọi là stress thì nọ đó ôm vô cái lòi khỏe. Sao em có thích người bụng bự không? Không hả? Rồi bây giờ rủ bên kia mặt mày tướng tá, công việc nghề nghiệp rồi ổn định, cái gì cũng được hết trơn, bây giờ cái bụng bự tính sao? Dạ thì em về em huấn luyện lại cho cái bụng nhỏ lại. Không quấn không được. Ủa, em lo sao em có thể nói được cái kỹ thuật của em huấn luyện cái bụng quấn sao mà bụng nhỏ được? Em nấu ăn cho anh nhưng mà em nấu thay vì bỏ muối thì em bỏ đường, thay vì bỏ đường thì em bỏ muối, thế nào anh cũng không ăn được thì lần lần anh sẽ ốm. Rồi được rồi, đã được rồi. Chứ em nghĩ là nó không tất áp dụng được đâu anh, tại em cũng biết nấu ăn. Sở thích của em là gì? Viết vài cái thủ công nhỏ nhỏ, hay như em rò anh mét hay là bánh chẳng hạn. Thích làm bánh gì? Chỉ biết làm bánh bông lan thường thôi. Và bánh bao. Giờ tôi hiểu rồi, bạn thích làm bánh, bạn là tự làm mà tự ăn luôn đúng không? Linh Chi, em có chơi thể thao gì không? Lúc nhỏ xíu thì có đi học võ. Học võ gì? Em học võ cổ truyền. Học được bao lâu em? Cũng được 4-5 năm, tại em cũng nhỏ con quá nên ba muốn tập cho khỏe mạnh. Chắc tại vì bạn học võ thành ra là bạn ế đúng không? Đâu có đâu, người ta nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Mà không sợ để... phụ nữ học võ lắm. Về em đánh chồng sao? Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 54. Mét 54, rồi để chị qua đây coi bên đây sao nha. Dạ em chào chị. Được không chị, em được không chị? Đâu đứng lên cái coi. Dạ, cũng cao cao tí. Đâu gì đâu, nó dạ, nổi bên đây, nói quá cũng được. Dạ nó cũng bự tí. Nó nhìn ngang qua chút xíu coi. Dạ đó đi chị. Được không chị? Được. Bớt ăn lại được không? Dạ thường thường em thuộc dạng là hít không khí của mặt chơi. Anh này mập bẩm sinh hả? Dạ. Ăn cái bánh thì thôi. Vậy là hiểu sao mập rồi ha. Rồi ăn thử coi ngon nè, ăn đi vậy bạn. Đây vậy bạn ngắt cho bạn ra, bạn kia ăn thử miếng coi cảm giác sao. Tay hay làm quá. Bánh bạn... sao người vậy đó. Bạn đó. Không mà em nghĩ không vấn đề gì, không sao hết, chị nghĩ là được. Bánh này tự em làm luôn hả? Dạ, một cái là để cho anh Quyền Linh, cái chị để Cát Tường, còn bạn còn cái để cho bạn ngon cùng chơi. À. Dạ. Mẫu người bạn trai lý tưởng của em là sao? Dạ em thích bạn đó phải cao hơn em một cái đầu, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, biết quan tâm tới tâm tư tình cảm của em, phải biết chia sẻ chăm sóc nhau. Em thì thiên về gia đình thì bạn đó cũng phải biết chăm lo cho gia đình bạn để có thể chăm lo gia đình em sau này. Đúng, chị nghĩ là bên kia là rất là một người đàn ông vững chãi để bạn có thể dựa dẫm được. Nên là lúc bạn muốn xỉu muốn té là không bao giờ bạn té, tại vì người đó sẽ chụp con. Ủa hôm nay bạn đến đây với ai? Thì có em họ và mẹ em. Đâu mẹ bạn đâu? Dạ mẹ em. Chào cô ạ. Cô hay xem chương trình bạn muốn hẹn hò? Dạ từ ngày mà chiến trường đăng ký, chiến trường nói rồi mới biết mà xem. Dạ chiến trường đã dẫn bạn gái về nhà được mấy lần rồi cô? Là chưa bao giờ thấy, giấu đâu á. Giấu lâu quá hả? Thật sự ra là chiến trường chưa mang về nhà bao giờ. Coi như là chiến trường này chưa có quân thù. Dạ. Cô bây giờ cô nhìn bạn gái ngồi đây cô cảm giác thế nào? Cô thấy thì cũng xinh gái dễ thương. Dạ. Nhưng mà cái chuyện đó là do chiến trường quyết định. Dạ.
Cô có muốn Chiến Trường lấy vợ liền không? Tất nhiên là người phụ huynh nào cũng muốn con mình ở cái tầm 27-28 thì nên có một cái tình cảm gì đó để nó gầy dựng, rồi nó sẽ đi đến hôn nhân. Thế nhưng mà theo cô nghĩ rằng nó còn có phải duyên phận nữa. Nói chung là nếu mà Chiến Trường nói là yêu ai đó thì cô ủng hộ. À, cảm ơn cô. Rất là hạnh phúc khi mà đi kiếm người yêu mà có mẹ đi theo nữa. Yeah. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Cũng khá nhiều rồi. Nhiều lắm nhiêu bạn? Ok, mình phải hiểu điều đó. Bữa nay chúng ta sẽ rút ra kinh nghiệm xem trải qua những mối tình như vậy chúng ta có điều gì mà chưa được và điều gì đã được. Yeah. Và cái điều gì mà làm chúng ta chia tay nhau. Dạ, yeah, đúng rồi anh. Em nghĩ rằng là quan điểm của em ấy về tình yêu ấy là em cho rằng là quá trình này là quá trình mình đang học yêu. Thì trong quá trình học đó thì có vài cái cuộc thi như là cuộc mâu thuẫn cãi vã hoặc là những cái mâu thuẫn cần phải giải quyết. Rồi thi đậu thì mình lại tu học tiếp rồi thi tiếp. Còn lỡ mà thi rớt thì tức là chia tay rồi mình lại học lại. Rồi sau đó mình thi lại. Không lẽ cả cuộc đời cứ thi lại học lại hoài hả? Dạ, khi mà đến cảm thấy rằng là đủ kiến thức rồi thì mình sẽ chuyển cấp lên hôn nhân. Tôi hỏi bạn cái câu cuối cùng là bạn có cái mẫu người lý tưởng nào của bạn cần tìm không? Chứ bạn học hoài cho thấy mệt quá. À, mọi người, bạn gái của em để ý là về hình thể thì tóc có thể là ngắn. Tại em nghĩ là phụ nữ tóc ngắn đa số là một cái gì nó năng động. Thứ hai nữa là có bàn tay đẹp. Cái gì đẹp? Ủa tại sao cần bàn tay đẹp? Tức là biết lao động á anh. Tức là không có không. Bạn có thần tượng ai cụ thể không? Lúc trong đơn đăng ký em cứ ghi là thần tượng bà Tân. Hả? Lại cái gì vậy? Ủa sao kỳ vậy? Tức là em bị thích cái gương mặt đó thôi, chắc là do chỉnh sửa nên nó hấp dẫn thôi. Vậy nếu như bạn có bạn gái cái gương mặt bạn gái không giống bà Tân thì sao? Thì cũng bình thường anh. Còn em, cái bạn có thần tượng gương mặt của bạn bạn nam nào không? Chắc tại xem phim Hàn Quốc nhiều quá nên em chỉ thích Lee Min Ho thôi. Thần tượng gì? Lee Min Ho. Lee Min Ho hả? Ví dụ ông nào ho được không? Tóm lại là tôi thấy người ta thường nói rằng ha, mập mập chút, búp míp chút ha. À, nên dễ thương mà mặt bạn rất là có hậu, đẹp trai nữa nha. Tôi sẽ kiểm tra xem bạn nữ bên đây. Chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Tôi nghĩ rằng bạn trai bên đây cũng rất là vững chãi ha. Dạ. Bạn 27 tuổi cũng chín chắn rồi. Dạ. Cũng dễ thương lắm, có hơi bự chút xíu không sao. Nói như bạn về bỏ muối vô đồ ăn rồi từ ốm đúng không? Được, được. Được không anh? Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau để xem chúng ta có cùng quan điểm với nhau không. Nào, kéo màn lên. Tôi nghĩ bây giờ mẹ bạn và em họ bạn rất là hợp đúng không? Không biết sự quyết định như thế nào đây. Không phải một bên quyết định mà chúng ta còn chờ phía bên kia nữa. 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Chào anh. Chào em. Nhân cái chuyện em nói là không thích người mập á thì anh có những chính nhỏ. Thường thì người mập người ta rất là khoan dung và độ lượng. Để ý là các chuyên gia thường bảo là ăn sáng là ăn cho chính mình, ăn trưa ăn cho bạn bè, và ăn tối ăn cho cái thù. Thành ra là những người mập như anh là mưu cầu cái sự no nê cho bản thân thì ít thôi. Bạn bè thì nhiều, kẻ thù thì nhiều hơn nữa. Thành ra là anh nghĩ là anh có một sự đính chính nhẹ về cái sự mập của mình. Vậy anh có tự tin với cái ngoại hình của anh không anh? Anh nghĩ là anh tự tin bởi vì anh nói đó, cái bụng của anh nó thần kỳ lắm. Đang stress, đang mệt mỏi mà ôm vô thì nó khỏe. Nếu như mà em đồng ý nhưng mà em muốn anh giảm khoảng 10 cân anh có làm được không? Sẽ cố gắng nếu như mà có một cái động lực động viên để mình thay đổi. Có gì đâu thì bạn rủ bạn này tập võ, xong rồi bạn này rủ bạn này ăn bánh là huề thôi. Ăn bánh cho người ta đi. Dạ. Hợp lý, trời gì nhắc tới bánh mới nhớ. Dạ, có bánh mới nhớ. Dạ, em gửi anh. Rồi, cảm ơn bạn. Chúc cái này chúc về cho con tôi. Rồi vô chuyện tình yêu 2, 3. À, thì anh nghĩ là bấm chuông chắc rồi đó. Không biết em thế nào thôi. Em là thấy gì chứ em cũng khó chịu lắm đó anh. Chiều em cũng khó lắm. Không biết là anh có suy nghĩ kỹ chưa. Sợ sau này anh hối hận thôi. Khi mà quyết định cái gì rồi thì anh nghĩ là đi đến đích của nó thì nó vẫn hấp dẫn hơn là bỏ cuộc nửa chừng. Thường là thời gian hẹn hò của anh có kéo dài không anh? Nếu mà rảnh cả ngày thì hẹn hò cả ngày. Còn nếu mà rảnh buổi tối thì hẹn hò cả tối. Đặc biệt khuya rảnh lắm.
Lúc nãy em có nghe anh nói là khi mà quen nhau thời gian lâu thì anh hay hời hợt với bạn gái, thì em thì lại không thích bạn trai quá hời hợt, mà không biết là anh có sửa được cái này không? Cái đó anh không hứa trước được, tại nhiều khi đàn ông mà bị cuốn vào công việc hoặc mỗi gì đó nó nhất thời thôi, rồi sau đó khi mà mọi thứ nó lại qua hết rồi thì lại dành những thời gian còn lại dành cho cái người yêu của mình. Người đàn ông là cũng vậy chứ không phải riêng anh. Sự nghiệp là chính. Dạ, sự nghiệp là chính mà vợ là mồi gì. Thôi hết giờ. Đặt tay ra sau thành ghế. Rồi, chúng ta đặt tay vào sau nút bấm. Một. Bấm trước khi đếm được không? Được. Hai. Và ba. Xứng đôi mà. Hợp lý lắm. Xứng đôi mà, hợp lý. Tôi thấy mẹ bạn là người hạnh phúc nhất, cười rất là tươi. Hai bạn cũng hợp đó chứ, hai gương mặt rất là phúc hậu. Hai người này có nét giống nhau nha, giống nhau gương mặt nha. Giống nhau á, người ta nói là giống nhau là ăn đời ở kiếp với nhau á. Giống nhau đó, tôi với các Tường không bao giờ giống nhau hết trơn á. Hai bạn nắm tay với nhau cái đi đó. Trời, đó đấm gọn luôn nha, mốt cái gì là cũng ẩm gọn luôn. Dạ, nha, tay vẫn luôn vậy. Chúc hai bạn sẽ đi đến được bến bờ hạnh phúc của mình. Sông vàng có anh đây chưa đến. Ừ, quay tôi phát ghi hình luôn. Một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha. Làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. Dạ. Có gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ. Tôi với ông đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Chứ bây giờ hạp cả quá rồi. Xin mời nhà trai. Ơi, hoành tráng quá. Bây giờ thì xin mời nhà gái. Sông vàng có anh đây chưa đến. Bên Ninh Kiều anh đứng đợi triền miên. Nhiều khi muốn dứt bỏ muôn phiền. Tháng năm tự nhủ họ. Chứ tháng năm tự nhủ kiếm tìm làm chi. Ơi ơi, hò miền Tây á, biết hò không? Hò lại đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, miền Tây. Chào ai? Hồng dạ, Dân. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Dân. Giận ơi, tôi không giận. Dạ, em là người miền Tây, em biết hò. Rồi, hò đáp liền. Có một vài câu hát em muốn hát. Có mấy lúc ta ngồi lại bên nhau, ngày nắng quanh năm trăng sâu. Mà ngày mưa chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tay anh, đừng quên đôi môi anh mắt hay rụng nỗi trăm lần. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thèm người sau thì xin em cũng đừng quên tay anh. Và nên nhớ ai đó là người vượt qua bao thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khắc để giờ này lại chia tay. Ghê thiệt, hát giả thanh luôn. Phía cuối con đường kia cứ mỗi đêm trời khuya, nước mắt tuôn rơi hoa. Hay quá. Trời ơi, hát mà hát giọng giả thanh luôn mới ghê. Chưa luôn, giống như bồng con hát vậy đó. Sau vài phút giao lưu âm nhạc, bây giờ giới thiệu về mình đi đàn gái. Dạ, lần đầu tiên cho phép em được gửi đến chị Hồng Vân, anh Cát Tường, bạn Hồng Nam. Dạ, dạ anh Nguyễn Linh. Bạn Nam bên cạnh cùng với toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em xin chắc rằng là trong mỗi chúng ta thì ai cũng có kỷ niệm đúng không ạ? Và đặc biệt là kỷ niệm tuổi thơ chúng ta thì hay gắn liền với những câu ca dao, tục ngữ nè, hay nói về cái tình yêu thương giúp đỡ con người. Và trong số đó thì chắc chắn ai cũng biết đến câu ca dao rất là quen thuộc là diễu điệu phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hôm nay em cũng hết sức là một người đặc biệt khi mà tên của em lại xuất phát từ câu ca dao đó. Và đó là từ đầu tiên trong câu ca dao. Dạ, tên đầy đủ của em là Trần Thị Nhiễu. Em năm nay là 31 tuổi. Em đến từ một cái vùng đất mà cả tỉnh miền Tây á
thì chỉ có nơi đó có nhiều núi và người ta hay gọi đó là Thất Sơn Bảy Núi An Giang. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tôi quay tôi phát truyền hình luôn hai video clip này. Một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha. Nhiễu là nhũng nhiễu đó hả? Dạ, nhiễu nhão. Mọi người hay gọi em với một cái tên thân mật là nhiễu nhão hay là nhiễu sóc. Bây giờ vậy nè, Linh ơi, bạn này làm nghề gì? Em là bên lĩnh vực du lịch ạ. Thiết kế, điều hành rồi đi luôn. Nói chung là rảnh thì em cũng đi luôn. Ờ, dạ. Vậy đó hả? Hai bạn này có một cái giống em ơi, nhau. Em làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. À, anh cũng thích đi đó đi đây, anh cũng thích đi du lịch lắm. Dạ. Có gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ, anh yên tâm mà. Và tất cả quý vị khán giả có nhu cầu đi du lịch thì cứ liên hệ em ha. Em sẽ dẫn mọi người Cần Thơ, đi. Cần Thơ cũng có nhiều chỗ đi du lịch lắm em ơi. Mà anh chưa đi hết nữa đó, Cần Thơ có nhiều chỗ du lịch cũng vui lắm. Tụi giống đi về. Hai đứa giới thiệu du lịch đi. Đấy, tụi giống đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Nhưng bây giờ hạp cả quá rồi. Đúng rồi. Mình nghỉ đúng ngơi xíu ha. Rồi các mời bạn đi. Mình giao lưu với nhau đi hai hả? Hai đứa giao lưu đi. Trực giới thiệu luôn. Đi huyện nào gần đi đó, giới thiệu đi hai trước đứa. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Hồ Tấn Sinh. Em thì quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Hiện tại thì cũng đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em học luật của Đại học Cần Thơ, sắp ra trường của Đại học Cần Thơ. Tháng 4 này là em làm lễ tốt nghiệp là em xong. Vì 30 tuổi tháng 4 làm lễ tốt nghiệp hả? Dạ, em đi học, hệ vừa học vừa làm anh ơi. À, dạ. Rồi tưởng đâu 30 tuổi mới tốt nghiệp chứ. Dạ. Học dữ rồi nha. Dạ. 30 tuổi còn học luật nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi hai bạn hỏi đi, có hai bên gần nhau không? Hiện tại em ở Cần Thơ, em ở trong quận nào vậy em? Em ở quận Ninh Kiều á, đường Lý Tư Trọng á anh, gần cái hẻm một dịch nấu chao mà của ông Thành Giao á. Hẻm Lý Tư Trọng á. À trời, gần chỗ anh này nghe, anh cũng ở Cần Thơ, ở Ninh Kiều, anh ở hẻm 56/14 gần trường mẫu giáo An Phú á em. Vậy hả? Trời, cái này để em tìm hiểu chắc, lại chắc tìm. Chắc coi chừng mình đi ra đường nhằm khi mình gặp nhau rồi đó. Dạ. Hỏi của bà con vậy trời. Em quê gốc tại Cần Thơ luôn hả em? Không, quê em ở An Giang. Anh lộn, nãy em có nói rồi, An Giang, Thất Sơn, Bảy Núi. Hai bạn tự nói với nhau về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đúng đi rồi, hỏi coi đó. Dạ, em nói trước ha. Em nói trước dạ. Đi. Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng nè, có khả năng dẫn dắt câu chuyện. Vì dẫn dắt câu chuyện cho nên nhìn thấy rất là mạnh mẽ. Tuy mặc áo bà ba thì hôm nay vậy thôi. Dạ, nhưng mà bình thường thì lên cũng men lắm. Hay dậy mũi lòng á, ví dụ như xem những bộ phim gì đó thấy người ta đáng thương quá. Em diễn em, hơn nhân vật nữa. Dạ, khóc hơn nhân vật luôn. Anh nghe cái giọng nói của em chắc em có nhây này chưa đâu không em? Chắc dạ. Chắc nhây dữ lắm không? Dạ, cũng có nhây. Độ kia cũng dữ lắm không? Dạ. Anh, tại vì anh cũng là cái tiếp người như vậy, anh cũng thích cái mẫu người như vậy đó. Nói chung thì đúng người hợp ý thì nói chung là nó sẽ nó can, nó bài cao lắm á. Dạ. Điểm mạnh của anh thì giờ như nào ạ? Anh thì anh là học luật, bởi vì anh cũng hay nói nhiều lắm, mà điều lúc đầu á gặp thì ít nói lắm, nhưng mà gặp quen lâu rồi á là nói cũng hơi nhiều đó, nhưng mà nói nhưng mà chịu lắng nghe người khác. Học anh... luật chắc là khô khan lắm anh, người ta hay nói luật là khô khan. Không, lắm. Anh học luật không khô khan đâu, anh học luật nhưng mà anh thích nghệ sĩ lắm. Anh có cái sở trường ưu điểm là anh hát, có cây đàn nhưng anh chơi đàn không được, nhưng mà anh hát được nhiều thể loại lắm. Dạ. Chẳng hạn anh có thể hát được theo cầu, em thích nhạc bolero, nhạc trữ tình, ca cổ hay là cải lương gì, nói chung người miền Tây, bởi vì anh hát được nhiều lắm. Em có biết hát không? Người ta nói là phụ nữ quan trọng là thần thái đúng không ạ? Thấy thì cái gì em cũng làm được hết đó, từ tăng nhạc, tăng cổ, cái gì bolero, cái gì hò em cũng làm luôn. Cảm thấy em hò rồi đấy. Em nói anh mới nhớ, em làm được tất cả vậy, em biết làm công việc nhà này kia đâu không? Dạ, em là người phụ nữ của gia đình đó, cái gì gì cũng biết. Anh thì cũng không sao. Dạ. Em hỏi là anh thì nãy giờ nghe nhiều cái ưu điểm rồi, không biết là cái khuyết điểm hay là cái tật xấu của mình là như thế nào anh? Nhược điểm á thì thể thao là anh chơi bóng đá hơi dở, nhưng mà có anh cũng siêng tập thể dục, nói chuyện nhiều là cũng là nhược điểm và cũng là ưu điểm của anh. Tật xấu của anh thì anh không biết nữa, anh không có hút thuốc, cũng không có uống rượu luôn đó. Anh cũng không có là cà quán xá nữa, nhiều khi đi học rồi đi làm là lâu lâu thì hay đi cà phê một mình rồi xong rồi đi về không à. Bởi vậy mà chắc vậy chắc cũng ế tới giờ, ế đã 30 mùa dâu rồi đó. Ở Cần Thơ là có dâu ngon lắm em, dâu mà dâu Hạ Châu của Phong Điền á. Đúng rồi. Biết dâu Hạ Châu ha. Mà tháng này á, là ngay cái đợt này á, là nó hết mùa rồi, bởi vì anh có món quà khác tặng em, một hộp món quà vui lắm. Ý nghĩa nữa. Dạ. Anh có cái tật gì mà khác người xíu không anh? Đó có nhiều tật em nói em mới nhớ, anh có tật xấu này lắm nghe, là hay ngoé mũi nè, hay cắn móng tay nè, nó thấy sợ mấy cái tật xấu đó không? Lâu cũng hay dò đầu nó này, là khai thiệt với chương trình với là khán giả xem TV luôn, là ngày xưa là tè dầm liên miên luôn hồi nhỏ. Vậy bây giờ còn không anh? Không, lớn rồi, hết rồi.
Không biết là anh có nóng tính không ạ? Anh thì là người không có nóng tính. Lý do tại sao lại bị ế? Dạ, tại vì chắc tại em nói nhiều quá mấy bạn sợ vậy. Nghĩ hả? Em có mấy mối tình rồi? Kể mối tình á thì em là toàn là mấy mối tình đơn phương không mà chị. Hồi nhỏ là hồi học. Kể là chuyện hồi nhỏ rồi. Dạ, lớn lớn chút đi. Tiểu học, dạ từ từ anh. Tiểu học là hồi nhỏ chắc khoảng hồi lớp 6. Lớn lên thì học tới cấp 3 thì mạnh ai nấy đứa nào học trường nào rồi nghỉ quen. Còn lên đại học á thì em cũng có hai cái mối tình mà cũng đơn phương thôi à. Chắc tại em nói ra mấy bạn nữ không thích em rồi, mấy bạn nữ không muốn làm bạn gái, mấy bạn nữ sợ rồi. Bây giờ mình nói gọn lại đi, mình có yêu chưa? Dạ chưa, chưa. Có nắm tay phụ nữ chưa? Có sinh hoạt đoàn hay là sinh hoạt ấy thì có nắm tay, chứ chưa có nắm tay mẹ có luôn. Nắm tay mẹ ai là nói chi? Chắc cũng tin đó chị à. Dạ em hỏi đi. Có. Bên đây muốn hỏi em câu nè, hỏi đi cưng. Ý là nói đi đơn phương không mà vậy chắc là anh cùng là anh đó là trai tăng đúng không anh? Đúng rồi em, thiệt anh là trai tăng. Thiệt anh là trai tăng. Rồi còn em sao em có, nói có, luôn có hung con gái lần nào chưa? Dạ chưa. Em có bao giờ nằm mơ thấy em hung ai chưa? Dạ chưa luôn. Có coi phim mấy cái bộ phim Hàn Quốc hay là mấy bộ phim đó thấy người ta hung nhau mà. Rồi lúc đó em cảm giác sao? Dạ thấy cũng nói chung là làm như là thấy nó hơi nóng nóng. Cảm giác là em thích trai hay thích con gái? Em thích con gái. Ờ. Em thích con gái, đặc biệt là em rất là thích ngắm mấy bạn nữ mà xinh đẹp thôi. Nhìn mấy bạn nữ xinh đẹp nữa. Bạn gái hay là người yêu rồi thì lại có sở thích là ngắm người yêu. Thích cái lãng mạn lắm, chẳng hạn rủ bạn gái đi xe đạp dưới mưa, đạp xe tình tan chở bạn gái. Em ơi, em có hay đi tập thể dục không? Dạ không, em cũng thỉnh thoảng thôi anh. À, anh thì anh cũng hay rảnh rỗi vào mấy buổi chiều anh hay xuyên. Nhưng mà cái câu chuyện mà anh nói rủ đi dưới mưa thôi, chắc em không đi dưới mưa được đâu. Dạ giờ không đi dưới mưa được anh ơi, lạnh bệnh chết. Bệnh chết dạ. Bây giờ đang cảm sao nguy hiểm. Mình ôm nhau nó ấm em. Còn em bên đây thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng vài mối tình. Gọn lại là yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Thấy là người ta phụ mình thì cũng không biết luôn. Dạ, thế là đang hầu như là bị phụ nhiều. Dạ. Rồi bây giờ mình tưởng tượng coi, người yêu tương lai của mình, vợ tương lai của mình là mẫu hình em, đầu thử anh tả thôi coi người đó sao. Người mẫu gia đình đó thì em thấy là mẹ em là người truyền thống mẫu gia đình ngày xưa. Là mẹ rất là đẹp, mẹ là mặt tròn da trắng mà tóc cũng dài, nói chung là mẹ đẹp như phải nói là trong chuyện Tây Du Ký là mẹ đẹp như hàng Nga vậy đó. Nói chung người yêu lý tưởng giống như mẹ, là nếu mà giống như mẹ càng tốt, còn không á thì em lại thích mấy cái người diễn viên có cái độ lầy với ra là độ khùng, chẳng hạn như là Ninh Dương Lan Ngọc hay là Hiền Hồ cũng được. Khùng khùng á ha? Dạ không sao, hai đứa khùng cũng không có gì hết, nhưng mà cái vui. Đó là vui thôi, vui dạ. Bên kia sao? Em á thì nói với hình mẫu á là thứ nhất là phải có trách nhiệm, phải có chí cầu tiến. Một trong số những cái mối tình mà em chia tay á, mặc dù là bên gia đình rất là quý em và muốn em là người con dâu, nhưng mà em vẫn không quyết tâm gọi là cắt đứt cái mối quan hệ đó, là bởi vì người bạn nam không có chí cầu tiến. Và chúng ta có quyền thất bại, nhưng mà chúng ta phải đứng lên, chứ không phải thất bại rồi chúng ta cứ nhìn như vậy. Dạ, và đặc biệt thì không có ai thích người đàn ông gia trưởng hết. Không biết là anh mình em kia yên có tâm, gia trưởng anh không là anh? Người không có gia trưởng đâu, anh là người hiện đại lắm, anh sống rất là hiện đại. Là mình phải biết thông cảm và chia sẻ, bởi vì chúng ta là thời buổi công nghệ rồi, chúng ta phải biết hiện chia đại sẻ nhưng mà thông anh cảm. Cũng có đôi lúc cũng truyền thống nữa, nói chung đừng hở hang quá, cần giấu thì giấu chỗ nào, cần nói chung là đẹp khoe xấu che. Đó. Rồi được rồi. Dạ. Bây giờ không lẽ anh mở rào cho hai đứa nói chuyện luôn chứ? Con gái đi với anh. Dạ, nay em đi với bạn thân của em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quyền Linh, em chào toàn thể quý vị khán giả ở trong phòng quay hôm nay. Thì em là bạn của Nhiễu, em tên là Trần Thị Ngọc Hân. Theo quan sát những gì anh nói á, thì em thấy anh này anh có những cái tật xấu rất là giống bạn em. Không phải em lên đây để em khoe tật xấu bạn em, nhưng mà cái tật tè dầm đó là bạn em cũng có. Cho nên là em thấy là hợp rồi đó. Mới đầu là em thấy đã hợp rồi. Thì xét về ngoại hình bên ngoài á, thì anh này cũng rất là đẹp trai. Mà đàn ông hay không thì mình không biết, mình phải check lại mình mới biết là đàn ông hay không. Anh hít đất được 10 cái. Thì nói chung là từ cái cách lời ăn và cái cách ngoại hình, cách nói năng mọi thứ á, thì thấy là ok rồi đó. Bây giờ á, thì bây giờ trời kêu anh ấy dạ đi, mà không biết là bữa nay là trời có kêu mình không, thì bây giờ mình không biết như thế nào. Nhưng mà theo tôi á, thì tôi nói bà là không cần phải suy nghĩ, cứ bấm nút liền và đợi anh ấy bấm nút thôi. Anh đi tập thể dục rồi này nọ kia, trong khi bà rất là cần đi tập thể dục nữa. Thỉnh thoảng mà muốn mà không có người đi đúng không, thì thôi anh này anh dắt mình đi, mà nhà cũng gần Cần Thơ luôn,
Thì bây giờ là cơ hội, thời cơ đã chín mùi rồi. Còn xét về xấu thì cũng có những cái xấu khác nhưng mà tạm chấp nhận được. Nhưng mà cái ưu điểm cực kỳ mà em phải phải rất là khen bạn em ở chỗ là bạn em rất là mẫu hình lý tưởng của gia đình, quan tâm những cái người xung quanh, xem coi là bạn em cái được như thế nào thì cho nhau một cơ hội. Rồi em cũng muốn hỏi anh thêm cái này để em hỏi cho đạo bạn em nó ngại lắm, không hỏi đâu, là anh vẫn đang đi học đúng không? Học xong rồi em, anh tháng 4 này là anh làm lễ tốt nghiệp, anh nhận bằng là xong rồi. Bạn em nó như vậy đó, rồi anh nghĩ là hỏi này có kỳ không ta? Em ví dụ như bây giờ một tháng anh làm lương anh bao nhiêu để anh có thể lo cho cái người phụ nữ này nè, tại vì còn cả một cái gia đình phía sau nữa chứ không phải là một riêng một mình các bạn ấy không. Thôi vậy em nói đó thì anh suy nghĩ đi ha. Giờ anh Quyền Linh ơi, em hỏi em nói nhiều quá, được thông cảm nha. Lâu lâu nhỏ mới được lên truyền hình không đó. Nói nữa, em nói nữa, em đang nói vui mà. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh xin nãy giờ hỏi có những cái nó hơi kỳ kỳ đó, bỏ qua nha, không có giận nha. Mai mốt mà gặp ngoài đường không có giận đó, mà lỡ cái hành là không có chắc, là không có nhắc lại cái câu đó nữa đâu nha. Chứ bình thường à, đâu có gì đâu. Nói rồi á. Dạ, con xin gửi lời chào tới gia đình họ nhà trai luôn ạ. Dạ. Chương trình nào có ba đứa này mình khỏe, mình khỏi khỏe nói lắm, mình ngồi mình cứ relax đồ sung sướng thôi. Cũng là không, cũng có nhiều ý hay. Em ơi, anh muốn hỏi là em đi Cần Thơ lên đây là em đi bằng gì em? Dạ em đi xe đò. À, anh với ba là đi xe cá nhân, đi bốn bánh là mấy tiếng luôn không? Đi xe máy thôi. Trời ơi, tưởng là bên đây đi với ba đúng không? Tức em chở ba đúng không? Dạ đúng rồi, em chở ba. Đi với ba rồi để ba nói đi. Nè. Dạ, ba. Chào MC Quyền Linh với Hồng Vân. Hôm nay nhận xét là cô gái này cũng vui vẻ, cũng hướng dẫn viên khách du lịch. Được chú, được chú. Thấy cũng được đó. Chú thấy hai đứa nó hợp nhau nhiều thứ không? Thấy cũng có cái cũng đồng cũng hợp, mà cái thì nó cũng hay ấy. Hợp là hợp. Nó nhiều quá, hai người cũng nói nhiều quá. Nó hay lạc cái đời đó. Nó bị lạc đề. Không, nhưng mà vui mà chú. Nói thôi chứ nó giờ hai đứa nói cũng điểm chính gì vừa vừa thôi. Ai hỏi hả nói, đừng có chen vô. Nói vậy giờ tụi con chọc thôi chứ hai đứa dễ thương lắm. Đúng rồi. À. Rồi, cảm ơn chú. Thôi mở rào cho hai đứa nói đúng chuyện rồi, đi. Mở rào đi. Mở rào. Tấn công. Vô liền nha, xin. Dạ. Cởi luôn. Chào em. Dạ, chào. Nghe giọng nói thì anh cũng đoán được tính cách em bao nhiêu. À, anh có... Ông bóp cái gì vậy ông? Ông chưa tặng ông bóp quá vậy. Không biết em có sợ sâu không? Dạ, dạ không, ngày xưa em bóp sâu miết à. Anh có món quà từ dưới quê, đó là con sâu, tặng cho em. Dạ. Với anh có cái món quà này nữa, tặng em cái bó hoa dâu. Dạ, em cảm ơn anh ha. Rồi, cảm... Đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có một món quà tặng anh. Anh cũng người miền Tây thì em cũng người miền Tây. Em mang những gì chất phát nhất của người miền Tây tặng anh ha. Cảm tặng dạ. Anh chiếc khăn rằn. Chiếc khăn rằn này thì nó dùng để chúng ta ngày xưa thì đi ruộng thôi, bây giờ chúng ta đi chơi. Dạ. Đi chơi và để làm trang trí luôn anh ha. Anh cũng hiểu cái khăn vàng này mà, cái truyền thống của dạ, dạ. Người miền Tây mà. Rồi. Rồi. Cưng. Có một cái thiệp nè, đọc đi coi anh nhắn nhủ cái gì. Em ơi, ăn dâu nhé, rồi về làm dâu mẹ anh nha. Đọc rồi là... Để nó kể nguyên lịch sử cái bó dâu đó. Đừng nói em ăn hết 30 trái dâu trên đây nha anh. Đâu có gì đâu em. Được mà. Dạ thôi được, cái đó để sao chấm mướp ăn ngon. Không có dạ. Gì mình làm vô đá cũng ngon nữa. Mấy món đó nói chung anh là người có tâm hồn ăn uống lắm. Dạ. Anh không hút thuốc nhưng mà anh hay đi ăn vặt lắm. Anh là có sở thích ăn vặt, không biết em có sở thích ăn vặt không? Em hả? Dạ cũng có. Ừ, anh có sở thích ăn vặt, hay đi ăn vặt lắm. Dạ anh, mình ngồi nói chuyện cho dễ ha. Dạ. Anh nói chuyện nãy giờ em có nhớ anh tên gì không? Anh Sinh hả? Ừ, anh vẫn nhớ em tên là Nhiễu. Dạ. Điều phụ lấy giá gương. Tại vì vô á em hò em hò hai cái câu đó là anh nghe là ấn tượng, với anh nhớ luôn Trần Thị Nhiễu luôn. Anh ấn tượng là anh nhớ rõ luôn. Anh thích mấy người học văn đó, tại vì anh học văn cũng được. Không, mình tính bây giờ là vô vấn đề đi. Dạ vô vấn đề. Bây giờ em thấy cô gái đối diện kia có hợp với em không? Em cảm nhận cô ấy như thế nào? Anh cảm nhận về em á là 90% là người mẫu lý tưởng của anh, tóc dài có đẹp. Nói chung là em là người anh đang tìm 30 mùa dâu. Rồi em gái, em cảm nhận cái người đối diện có hợp với em không? Bây giờ đang nói về hợp cái gì vậy ta? Em cảm nhận như thế nào vậy em anh? Em cảm nhận đúng không? Dạ. Nói chung là đến với chương trình đó là mình đến bằng một cái cả cái sự nghiêm túc và trách nhiệm luôn. Chính vì cái sự trách nhiệm đó thì mình phải có trách nhiệm bản thân mình là cảm xúc của mình như thế nào mình thể hiện thật. Và không đúng. Phải gì qua chương trình này mà mình muốn mình được lên đài lên sóng như người ta nghĩ và không đúng. Có. Rồi bây giờ thế này. Một câu gì á, một câu tận đáy lòng của mình luôn, mình nói. Dạ. Bước tới nhìn cô ấy nói đi.
anh có thể nắm tay em không? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Thật sự á, cầm tay em rất ấm, cảm giác rất là thân thuộc, là làm như là mình gặp, có duyên ở gặp nhau hay là gì đó. Thì đến với chương trình này á, hy vọng là hai đứa mình sẽ cho nhau một cơ hội để tiến đến xa hơn. Rồi, trở về vị trí. Mình có thể ôm nhau một cái không? Dạ, được ạ. Cảm ơn em. Các bạn có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn nói chuyện cũng rất là dài luôn và có ý kiến gia đình rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Thật ra thì như em chia sẻ là phải có cái cảm xúc mới được. Thấy ảnh chưa được, em có thể góp ý luôn. Thứ nhất là nói nhiều quá. Tại vì hai người nói với nhau thì ai nghe đúng không? Phải có một người nói, một người nghe. Sao về nhà có thể. Thứ hai là cái cảm xúc khi mình đối diện với người đó. Ví dụ như thật sự là nói em đối diện với anh Quyền Linh, em lại có một cảm xúc với anh Quyền Linh. Cảm xúc mến anh rất là nhiều. Cảm ơn em. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình một lúc nào đó, một nơi nào đó nha. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Rồi, em rất là thương gia đình. Em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Thì ba mẹ rất là già rồi nên em phải tự lập với lại cầu tiến là nhà mình. Trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Quá dữ. Tài khoản của em có nhiều. Em chẳng biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Rồi bây giờ xin mời gia đình nhà gái nào. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Dạ. Chúc mời nhà trai gái giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Em xin chào mọi người và chào bạn trai ạ. Chào em. Dạ. Em tên là Tuyết Trang, nhưng mà mọi người hay gọi em là Bắp. Em sinh năm 1987. Nhà em ở Vũng Tàu. Nhưng mà hiện tại đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm gì? Dạ, em là nhân viên rập của một công ty túi sách ạ. Rồi, xin mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào đặc em. Biệt chào bạn nữ bên kia và khán giả trong trường quay. Em xin giới thiệu là em là Trần Văn Phúc. Năm nay 32 tuổi, hiện tại là sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Phúc làm gì Phúc? Dạ, em làm mỹ nghệ sắc và làm vườn. Sắc làm vườn luôn? Dạ, làm vườn để bán hay là? Dạ, làm vườn tiêu á, về vườn nông sản. Làm tiêu. Dạ. Mời bên đàn gái giới thiệu một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, về điểm mạnh của em, ưu điểm của em đó là em rất là thương gia đình, em biết nấu ăn. Em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Và điểm mạnh nhất của em đó là trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Nghĩa là bây giờ nói thẳng ra luôn, tài khoản là đã có nhiều đó tiền rồi đó. Dạ. Trời ơi, quá dữ luôn. Quá dữ. Sao tài khoản của em có nhiều? Tôi chẳng biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản. Tại vì làm vườn không à? Tài sản nằm trong vườn ha. Dạ, tài sản. Em có ưu điểm gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tại công việc có một trách nhiệm. Trong gia đình thì em là không muốn là sự bất hiếu. Thì vì em rất là gia đình, thì vì ba mẹ rất là già rồi nên em phải chăm sóc gia đình. Nói chung mình tự lập với lại cầu tiến là nhanh mạnh nhất. Và điểm yếu cũng có nhiều một chút. Ví dụ vài điểm khuyết điểm của em nào? Thì khuyết điểm thì hay mau quên. Nói chung là công việc thì làm bên mỹ nghệ sắc thì những lúc hàng đem ra rồi, những lúc quên những bó hàng hoặc là quên những cái kèm mà bước gì đó. Thì về những lúc chạy ra hồi quên thì phải chạy lại. Rồi, hay quên. hay quên thôi. Thì cũng như là nhắc những bọn nữ là kiểu như ít nói, nhưng mà quen thì cũng nói nhiều một chút. Đôi khi cũng mềm yếu thì hơi trầm tính. Đôi lúc thì cũng có nói chuyện nhiều, mà đôi lúc thì cũng ít nói lắm. Bên đàn gái, đường tình trường thế nào? Đúng rồi, em nói về cái chuyện tình yêu của em đi. Dạ, thật ra em trải qua được là hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời trẻ trâu á, là từ năm lớp 12. Lúc đó cũng còn nhỏ quá nên chưa suy nghĩ chín chắn. Thì là nghỉ chơi. Dạ. Được mấy năm?
Dạ mối tình đó cũng 5 năm ạ. 5 năm mà chia tay nhau rồi mối tình thứ gì? Dạ mối tình thứ hai thì em quen một bạn ở cũng ở xa, nhưng bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em. Thì là trong mối tình này thì là do em quá hời hợt nên là cũng không có xem trọng tình cảm của bạn, cộng thêm là một phần là phía tác động của gia đình nữa, cho nên là cũng nghỉ chơi nhau luôn ạ. Nghỉ chơi mà ai là người chủ động nghỉ? Dạ em là người chủ động nghỉ. Rồi quen được mấy năm? Dạ cũng hơn 5 năm ạ. Hơn 5 năm luôn? Dạ. 10 năm yêu đương? Dạ. Hai mối tình 10 năm là cũng có nhiều trải nghiệm lắm đó. Còn em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Một mối tình thì còn nhỏ thì đơn phương thôi, chị bị thích bạn nữ đi ngang thì hay nhìn một chút vậy thôi. Còn một tình thứ hai thì có được 3 năm. Tại sao chia tay? Tại vì bên nữ thì gia đình đó thì muốn sự giàu sang á, nên lúc đó cuộc sống em khó khăn nên em bên nữ không chấp nhận. Em phải tự lập vì muốn là không muốn để mọi người phải coi em một ánh mắt khác, nên phải quyết tâm và công việc của mình để về xây dựng về ở quê nhà. Từ đó chúng ta mới cố gắng nỗ lực hơn để mình có một cái kinh tế nó khá lên để đừng ai coi thường mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ bên em gái em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ thì em là muốn tìm một bạn trai là biết thương yêu gia đình, tự lập, như bạn đó không có quá kiểm soát em ạ. Em không thích cái bạn đó là kiểm soát em nhiều. Dạ đúng rồi ạ. Cái sở thích của em là cái gì, cái đam mê của em là cái gì? Dạ sở thích của em á là đi xem phim nè. Khi tắm á thường hay là hát, mà hát rất là to. Còn em rất là thích đi chơi. Đi chơi đi phượt đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Chào em gái dễ thương. Dạ, em chào anh ạ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em thích bạn trai cao ốm, không có mập. Cao ốm không thích mập? Dạ em muốn thích bạn trai mập. Được á. Em ghét nhất đàn ông là điều gì? Dạ phủ phu. Tại em không thích bạn trai phủ phu ạ. Đúng rồi. Không có đâu bạn ơi, tại vì mình rất là hiền. Bạn ấy rất là ít nói. Vậy cũng được ha. Dạ đúng rồi ạ. Bạn đó ít nói mà nói lẹ đó. Nhiều khi sợ rồi. Mất á, coi chưa gì cái phóng vô hết hồn á, sợ liền. Bạn yên tâm đi, tôi rất hiền. Tôi cảm giác như bạn cảm thấy rằng cái đối tượng bên đây rào của bạn là hình như là đúng gu với bạn hay sao? Bạn đây là rất là thắng giỏi nha. Bạn không muốn bị vuột đi cái cơ hội này đúng không? Dạ, tại vì khi đi thì gia đình ai cũng biết là cũng phải hy vọng là khi một lần đi thì phải có một tin vui về trong gia đình, thì ba má cũng phải lớn tuổi rồi nên muốn là phải có một phải ai cũng một lập gia đình để cho yên phận những người cha làm mẹ. Bây giờ em nói cho chị Vân biết là em muốn tìm một người yêu như thế nào, mẫu hình lý tưởng của em là gì? Thì em vẫn mọi người bạn nữ là có sự trách nhiệm, không có sự mà lăng nhăng, tại vì nếp trong tình cảm thì em rất là chân thành. Còn mọi người thì em thích người tròn tròn, nhưng mà em thích người phụ nữ tóc dài thì tóc dài rất là đẹp. Tóc dài, dài. Và hơi thì tròn dễ tròn dễ thôi, để tóc nó dài thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ đi với cháu và bạn. Cháu ruột á hả? Dạ cháu ruột. Rồi hỏi ý kiến cháu coi làm sao. Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ con là cháu của cậu ạ. Con thấy chị bên này rất là dễ thương và con nghĩ cậu nên bấm nút liền liền luôn, đừng có chờ. Con mong là chị và cậu có thể cho nhau một cái cơ hội để có thể tìm hiểu nhau và có thể đi xa hơn ạ. Con cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đến chương trình với em trai, anh rể và mấy bạn ở công ty ạ. Em trai, anh rể. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và anh Phúc và nhà trai và toàn thể mọi người có trong anh phòng. Dạ em là em trai của chị Trang, thì nãy giờ có theo dõi đây thì anh Phúc đi thì cũng đặt ra được cái điều kiện của chị là không được hết nhưng mà cũng được 2/3. Cái thứ hai nữa là cái tính cách này anh là vui vẻ. Thứ ba nữa là cái thật thà. Cái điểm mạnh của gia đình nhà em là nông nghiệp, tại vì nhà em là có 4 kỹ sư cây trồng rồi, thì chắc em nghĩ là vấn đề về anh nó thích nông nghiệp thì quá hợp với gia đình em nữa, thì em nghĩ chắc đó là cái điều mà bố em cần. Dạ. Hàng chi nãy nó trồng tiêu ở dưới thích quá ha. Dạ đúng rồi ạ. Con sẽ cảm ơn quá rồi, chúng ta mở rào đi. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em. Chào bạn. Chào. Thì mình có món quà của cây nhà lá vườn. Thì nó thật chắc hơn vì bản chất của mình là thực tế. Thì đây một quà thì chắc có lẽ nó hơi đậm bạc nhưng mà đó một sự chân thành. Cảm ơn bạn. Thôi anh em rồi đi chứ nhìn em già lắm. Bạn bên đây mới trẻ nè. Chứ em cứ mạnh dạn anh em rồi đi. Rồi cảm ơn rất nhiều. Hôm nay con gửi cho Linh và chị Văn một quà. Cảm ơn em. Người có một chút. Rồi chị cảm ơn rồi, em nhưng mà tiêu ha. Em mở ra đi coi là bạn gái tặng cái gì rồi đấy nữa. Bạn ấy tặng cho mình đúng là tiêu. Một cái khăn choàng. Mở cái khăn choàng ra rồi quấn lên trên cổ coi nó có hợp hay không nè.
Tặng khăn là đúng rồi đó. Đó, để vậy được rồi, đó, để vậy đó. Cái này đi hái tiêu rất là ok ạ, à. Mình chùm xuống dưới đây nè, đỡ nắng. Thật ra là... Không, đúng rồi đó. Đâu, bây giờ bạn em ra tặng, em cột cho bạn theo cái ý của em vậy. Em ý bạn nó vậy nè, đó. À, đúng rồi ạ. Chắc là miền Tây. Vậy cho nó đỡ nắng nè đó. À, đúng rồi, có thể làm như vậy. Đó, vậy đó. Ừ, nhìn nhìn. Này là mình sẽ có thêm cái khăn đa năng nữa, mình chùm như vậy nè, đi hát tiêu rất là ok. Dạ. Chăm lo cho vậy đỡ quá rồi, đeo luôn. Dạ, dạ. Rồi, luôn. Thôi nhưng mà bây giờ thì là mình quàng vậy nè. Đeo vậy đó, đúng không? À, đúng rồi, vậy đó. Đi. Ừ. Rồi đó, ai nói chuyện đi. Như vậy là ở cái bữa bà Vũng Tàu là ở khúc đoạn nào? À, nhà em ở huyện Châu Đức, xã Xuân Sơn ạ. À. Nhà em trồng rất là nhiều tiêu ạ. À. Với lại mùa này đang là mùa tiêu á, nếu anh rảnh thì có thể vô phục nhà em hái tiêu với. Em nghĩ chắc là anh biết hái tiêu ạ. Đi nông dân chính gốc luôn, tại vì bản chất là người nông. Khiên than đồ đều được hết đúng không ạ? Tại vì nhà làm mỹ nghệ sắt thì khiên than 5-6 mét bình thường. À. Tự khiên á. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào của mỗi bên? Trong tình yêu thì em suy nghĩ như thế nào? Dạ, em đối với em thì thứ nhất đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Và cái thứ hai là tôn trọng ạ. Đúng rồi, tôn trọng. Và sự tôn trọng đó đi hàng đầu. Thì trong tình yêu thì phải giữ thông cảm, phải chia sẻ. Chứ mà không có biết chia sẻ hay là không tôn trọng lẫn nhau thì dù có với nhau thì không có được hạnh phúc. Dạ. Nếu như mà mình tiến tới xa hơn đó thì khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân? Theo bên anh thì nghĩ là khoảng 6 tháng hay 1 năm. Thì một cái tình cảm thì phải có một cái thời gian để tìm hiểu sâu hơn. Mình cảm thấy sống thì không muốn được khoảng cách, là mình không muốn khoảng cách nó gần xa nữa, thì mình sẽ đến với tiếng hôn nhân nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn đối với em thì trong năm nay luôn ạ. Tại vì 2020 rất là đẹp ạ. Dạ, cưới vợ phải cái liền tay. Để thi lâu ngày thiên hạ dèm pha thì mình cũng muốn thời gian tốt của mình và gia đình nữa. Dạ. Rồi, bây giờ em tiến tới nắm tay cô ấy và hát tặng cô ấy một bài nào đó để mình cảm nhận về nhau. Thấy bạn Nam có cái nét của anh Chế Linh á. Đúng rồi. Bạn có thích cái dòng nhạc của anh Chế Linh không? Dạ, em thích nhạc cùng Bolero hoặc là miền Tây Nam Bộ. Nhưng mà thấy lần đầu tiên mà cũng hơi run. Nhưng mà thể một câu hai câu. Tại vì hôm nay mấy bữa nay thì nước đá hơi bị khan tiếng một chút xíu. Hồn lớn xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Hay quá em gái, đứng đó, đứng đó cho em gái hát đối em lại gái. Đi lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, về chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, say you do. Rồi, bao nhiêu. Bây giờ ta đã trải qua một thời gian cũng khá dài ha. Bây giờ trong suy nghĩ, trong lòng của em nghĩ thế nào, em hãy nói cho gái biết hết đi, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ của em thì hiện tại thì cũng thấy một sự hồi hộp, và thấy bạn bên kia cũng dễ thương và cảm thấy rất là tốt về tình cảm, về tương lai thì có sẽ là cho em một cái niềm tin để em tiến tới xa hơn trong chương trình. Thì em muốn nữ thì sẽ có nhau một cơ hội để tìm họ tìm hiểu thêm một thời gian, hay là một thời gian nào đó thì mình sẽ cảm thấy là đi xa hơn và mãi mãi trên con đường. Rồi. Còn những suy nghĩ bằng nữ, chúng ta sẽ nói chuyện bằng nút bấm. Để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chuẩn bị nha. Khi bấm nút, chúng ta quyết định hẹn hò với nhau, là trao cơ hội, trao duyên cho nhau để cùng nhau tiến xa hơn nữa. Và khi bấm nút, chúng ta phải nhớ có trách nhiệm với nút bấm đó. Đừng bấm vì tất cả điều gì cả, bấm vì trái tim của mình rung động. Chuẩn bị. Hồi 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Trời đẹp ơi. Rất đẹp. Rất là đồng điệu. Rất nghe lên. Đồng điệu luôn. Trời ơi. Nào hãy nắm tay nhau. Bây giờ mình xin phép gia đình đặt nụ hôn đầu tiên trong ngày hẹn hò này đi. Xin phép em trai và là anh chị là chú trường quay cho Phúc xin hôn một rất nhẹ nhàng, rất dễ thương. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadari. Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Em có hay trang điểm không?
Dạ, đây là lần đầu tiên trang điểm luôn ạ. Đây là lần đầu tiên trang điểm luôn. Nên em rất là ngại, không biết mình có đẹp hay không ạ. Ờ, vậy đó hả? Vậy là từ nay em sẽ tập trang điểm đi. Em có thích bạn gái trang điểm không? Dạ, thích ạ. Tại vì em nghĩ là lúc nào vợ mình cũng là đẹp nhất. Đó, nếu vậy chương trình xin tặng em phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn anh nha.